Được không? Chiều tối rồi, vẫn phải đi quay thôi. Cửa đâu có lớp nào đóng đi. Em ơi chạy rút rút chìa khóa cho thầy cái. Chạy ra rút chìa khóa cho thầy cái. Khóa không được hả tụi em? Bấm luôn đi. Bấm vô. Ở đây ổn không? Người ta đang bóc hàng không? Ổn quá, không ấy được đâu. Không thì ra chỗ có cây phượng cũng được. Học ngồi ghế đá đi, chưa có câu nhau ngồi ghế đá. Ngồi ghế ra chỗ này đẹp hơn á. Ổn. Ổn lắm. Đi qua coi đằng sau này có cái gì không? Mình thiếu cảnh rồi. Quay phim mà người ta cứ tưởng là người nước ngoài không à? Còn nói tiếng Anh không à? Đâu có nói tiếng Việt đâu. Đây đẹp nè. Nè. Đúng không? Nhìn lên đây nè. Bây giờ quay nha. À, cho nó ngồi đứng như này này, cái cho ngồi cho đứng như này này, cho ngồi đứng như này có cái ánh mặt trời kia nó đẹp.